Hôm nay chị Chim xin tiếp tục chơi dán hình gương mặt của các nàng công chúa nha. Đây là bộ hình dán trang điểm gương mặt rất là mới. Mẫu mới về nè, hôm trước chị đã chơi tiên cá rồi. Hôm nay sẽ là chủ đề về các nàng công chúa của Disney như là Bạch Tuyết, Lọ Lem, rồi Belle, Ariel, Aurora. Toàn những nàng công chúa dễ thương. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với nàng công chúa Aurora với mái tóc vàng xinh đẹp nhé. Trong mỗi tấm hình dán như thế này đều có đầy đủ các bộ phận của gương mặt như là mắt nè, môi nè, lông mày nè. Ngoài ra còn có thêm các phụ kiện trang trí khác như là vương miện, dây chuyền, bông tai và các vật dụng khác. Tùy theo sở thích của mình mà các bạn có thể chọn những phụ kiện cho các nàng công chúa trở nên xinh đẹp nha. Mẫu hình dán trang điểm gương mặt này tuy mới ra, nhưng mà được các bạn rất là thích. Tuy nhiên đây là một dòng sản phẩm thuộc dạng bình dân thôi. Giá của nó khá là mềm. Chính vì vậy các bạn sẽ thấy cái việc hoàn thiện chi tiết nó sẽ không đẹp bằng với những cái bộ hình dán top model mà chị thường hay chơi đúng không nè. Người ta cắt những cái môi, chân mày, mắt thì cái đường cắt nó không có sát nên nó sẽ để lại cái viền, và lúc dán lên gương mặt của các nàng công chúa trông sẽ không được đẹp lắm, nhưng mà chơi cũng rất là hay. Sau khi mà chị đã trang trí gương mặt của nàng công chúa Aurora rồi, tiếp theo thì đây là công chúa Lọ Lem nè. Bạn nào mà mê công chúa Lọ Lem thì chắc chắn sẽ rất là thích cái bộ này đây. Tùy vào tấm hình dán nha, có tấm hình dán sẽ có đến 2 hoặc 3 đôi mắt. Có tấm hình dán thì sẽ chỉ có một đôi mắt thôi, và mỗi đôi mắt đều có một cái màu riêng như là màu xanh, màu nâu, màu tím. Tùy theo gu thẩm mỹ và sở thích của mình, các bạn có thể chọn cho các nàng công chúa những đôi mắt phù hợp nhé. Giờ thì chị gắn thêm phụ kiện nè. Wow, trông nàng Lọ Lem khá là xinh đẹp. Và đây, sau khi trang điểm gương mặt xong, các bạn có thể gỡ ra và đem hình này đi dán trang trí vô những cái quyển sổ tay của mình nhé. Nàng công chúa số 3 cũng là một nàng công chúa rất là nổi tiếng. Công chúa với mái tóc nâu beo. Wow. Mắt cũng màu nâu nha. Giờ thì sẽ trang điểm thêm chân mày nè. Và cuối cùng là đôi môi. À, cái tấm hình dán này nó có phủ một lớp bóng ở trên, cho nên nếu như mà các bạn dán nhầm vẫn có thể bóc ra và dán lại nhé. Chỉ cần là đừng có dùng tay mít chặt. Khi mà các bạn mít chặt quá thì có thể là hình dán nó sẽ dính chặt rồi, thì mình sẽ không gỡ ra được nữa đâu nha. Và giờ là nàng công chúa của xứ sở Ba Tư thần kỳ rồi nè, công chúa Jasmine. Đôi mắt của nàng công chúa này rất là đặc trưng phải không các em? Các hình dán đi kèm phụ kiện như là ngoài vòng cổ nè, bông tai nè, sẽ còn có một số thứ khác như là bông hoa, vương miện, rất rất nhiều. Nếu mà không xài tới thì có thể để dành và dùng vào việc trang trí những quyển sổ tay hoặc là trang trí góc học tập nhé. Và đây là nàng công chúa Bạch Tuyết, một nàng công chúa rất rất quen thuộc với tất cả mọi người luôn, cả người lớn, chứ không phải là riêng cái thế hệ trẻ đâu ha. Công chúa Bạch Tuyết với mái tóc đen, độ nơ đỏ, rất là xinh xắn nè. Một bộ thể hình dán trang trí gương mặt các nàng công chúa gồm có 6 tấm với 6 nàng công chúa xinh đẹp. Ngoài ra thì hình dán trang trí gương mặt có rất là nhiều chủ đề nhé. Công chúa nè,
tiên cá nè, các nàng búp bê nè, rồi gương mặt về những người thợ. Ngoài ra còn có trang trí bánh ngọt, trang trí kem nữa nhé. Nàng công chúa tiên cá tóc đỏ Ariel. Và đây cũng là nàng công chúa cuối cùng trong bộ series trang trí gương mặt của các nàng công chúa. Cái miệng của nàng công chúa này dán vào nhìn buồn cười quá. Các bạn thấy đó, những cái hình dán nó chừa lại cái viền rất là nhiều, nên khi dán lên thì nó không có đẹp và không có thật như là hình dán tóc và đồ, đúng không nè? Vậy là cuối cùng cũng đã dán xong hình trang trí cái nàng công chúa Disney xinh đẹp rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nhé. Và hẹn gặp lại trong lần sau, sẽ giới thiệu nhiều hình dáng xinh đẹp hơn nha.